Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Quý Sửu có gặp được may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh, mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3 tới ngày 17 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3 tới ngày 29 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3 tới ngày 11 tháng 5 dương lịch có nạp sát là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch 11 tháng 3 năm 2021 đến ngày 22 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 3 tức ngày 14 tháng 5 dương lịch có nạp sát là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình quý gia chủ cần tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 3 âm lịch. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tăng đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với mọi người.
Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người xử mệnh mộc. Họ quan niệm cày ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mà mình cho là đúng. Cho nên họ cần tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ. Bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với những người đã kết hôn, không nên mắng mỏ cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng các thành viên trong gia đình, tăng tình cảm hơn nữa. Nhâm Dương Thủy gặp sự âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Vào tháng 3 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của quý gia chủ. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Hơn nữa, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên công việc đã giảm bớt được nhiều quãng thời gian, quãng đường vòng, mọi sự trở nên hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến quý gia chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của Quý Sửu, cho nên quý gia chủ cần tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Ngoài ra, người tuổi Quý Sửu khá chủ động trong việc tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt sẽ giúp bạn tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Để may mắn thành công, quý gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu. Trong tháng 3 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Quý Sửu cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhầm ngó. Tuổi Quý Sửu sẽ trở lại nếu khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Quý Sửu sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉ chu trong công việc, không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở của anh ấy mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Quý Sửu 2003. Tài lộc của tuổi Quý Sửu. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Quý Sửu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Quý Sửu có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn, các khoản đầu tư thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì quý gia chủ có thể mất một khoản chi tiêu lớn trong năm để mua một ngôi nhà hoặc mua một cái gì đó khác. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, quý gia chủ nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác với nhiều người để tặng thêm thu nhập. Trở đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại.
Để tăng thêm tài lộc trong tháng này, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của kẻ khác giới. Buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình, bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người tuổi Quý Sửu đã có gia đình, cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, và lắng nghe nhau. Trong tháng 3 âm lịch này, gia đình quý gia chủ sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận, sợ bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ quý sửu nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Giang Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu, những người sinh năm 1973 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 3 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ đóng phần giúp sức khỏe của bạn tốt hơn. Nhưng cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống rượu quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh, ổn định, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị vận trình tử vi của các gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.